Chào các bạn, mình rất vui khi chị hôm nay lại chia sẻ một cái video ngắn đến với mọi người về cái đam mê trồng rau trên kênh Phước Hòa Trần mình nha các bạn. Ở trên hình ảnh này các bạn thấy nó rất là quen thuộc, đây là cái thùng xốp đúng không? Và đây là những cây rau ngổ ngò om, nó đã lên mầm như thế này. Mình làm cái video ngắn này đó là để giống như mình sẽ báo cáo lại với các bạn đã xem đi cái kênh Phước Hòa Trần của mình. Cái video mình đang khoảng vào cuối tháng 7 nha các bạn. Đó, và đến hôm nay thì có hôm đó mình có đăng cái video là cách trồng cái rau ngổ ngò om theo cách này thì mau bán rễ và phát triển tốt đó nha các bạn. Đó, còn cách đây một thời gian từ khoảng năm ngoái á, mình có đăng một cái video là cách trồng cây rau ngổ ngò om thành công 100%. Đó, về cái cây rau ngổ này mình có đăng hai cái video. Nếu như các bạn cách đây trên dưới một tháng mà các bạn chưa xem cái video này thì mình nói lại cái cách là ngắn gọn để các bạn xem nha. Trên cái hình ảnh này các bạn thấy là có bao nhiêu cái cây rau ngổ thì nó sống đúng bấy nhiêu cây trong cái video mà các bạn xem cách đây không bao lâu á. Đây là mình báo cáo lại mà. Thì cái cách này rất là đơn giản. Nếu như các bạn chưa xem video trước thì mình sẽ trình bày ngắn gọn trong video này. Tức là phía dưới cái thùng xốp này á, là mình bỏ một cái lớp phân nó dài khoảng 10cm nha các bạn. Đó, các bạn hiểu ý mình chưa? Dưới này là một lớp phân chuồng, quay mục, có thể là phân bò, phân gà, phân ủ vi sinh, rác nhà bếp và cái gì cũng được, nó miễn là phân quay mục, một cái lớp phía dưới. Đó, còn ở trên á là các bạn dùng cái lớp đất mạc á. Đó, mình sẽ nói các bạn cái cách như thế này. Cái lớp trên nha, mình dùng cái đất bạc ở trong vườn như thế này các bạn. Cái đây cỏ nó hơn nhiều. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là lớp đất mạc rất là bình thường. Nếu như các bạn lấy được đất bùn ao thì quá tuyệt vời, còn không thì các bạn lấy cái lớp đất mạc như thế này thôi. Đó, mà cái đây thì mình chỉ nhắc lại, còn các bạn có thể vào xem cái video đó cụ thể hơn nha các bạn. Đó, thì cái lớp đất phía trên nhá là rất là đơn giản, các bạn đổ nước tạo ra cái bùn nhão. Đó, và chúng ta đổ cái lớp bùn nhão do cái lớp đất mạc á, hoặc nếu như có là đất ruộng ở phía trên. Các bạn hiểu ý mình chưa? Xong chúng ta đổ lên đó một cái lớp nước, tức là dâng nước trên cái mạc là khoảng vài cm nha các bạn. Xong đó thì những cái ngọn rau ngổ này, những cái cành này, nếu như các bạn mua rau ngổ ngoài chợ á, thì nó sẽ có những cái chọn những cái cành mà nó hơi già già một tí, không nhất thiết là nó có rễ đâu nha các bạn. Đó, rất đơn giản, chúng ta cắm ở trên cái mặt bùn phía trên. Các bạn hiểu mình chưa? Còn phía dưới là phân. Còn bây giờ các bạn thấy là bùn nó đã hòa quyện ở trong phân như thế này, nó ra một cái lớp ẩm như thế này. Đó, lúc nãy là con nước bây giờ nó rút rồi các bạn. Đó, thì chúng ta chỉ cần cắm những cái cành rau ngổ trên cái lớp nước đó, phía trên là bùn và phía dưới là phân, thì nó tạo thành một cái hỗn hợp, nó giữ ẩm cực tốt nha các bạn. Đó, thì tất cả những cây rau ngổ trồng theo cách đó thì đồng loạt nó phát triển cái mầm nó ra như thế này. Đó, mặc dù là còn một thời gian nữa nó mới ra cái rau ăn nha các bạn. Nhưng mà đây mình để chứng minh cho mọi người thấy rằng cách làm đó là nó cực kỳ hiệu quả. Và gần như 100% số cành mình cắm ra, kể cả những cành nhỏ tí như thế này nha các bạn. Đó, những cái cành rất là nhỏ non, nó đều ra, các bạn thấy chưa? Đó, những cái ngọn nó tương đối mập như thế này. Một cái điều mình lưu ý mọi người thì cái đây thì nó nước ra rút hết rồi, là các bạn phải dùng nước á, chúng ta đổ lúc nào nó cũng sắp ở trên cái mặt như thế này. Có nghĩa là cái cây rau ngổ nó rất thích ở trong nước nha mọi người. Cho dù là trong thùng chóp, trong cái chậu cảnh hay trong cái gì cũng được. Đó, mà các bạn có thể tự tạo được. Thì chúng ta cứ đổ nước như thế này. Nhưng mà mình cũng nói là khi mà nó đã phát triển được như thế này rồi đó, thì cho dù là không ngập nước thì cũng cả một tuần mà nó còn độ ẩm thì cây rau ngổ này nó vẫn phát triển. Chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng có nước ở trong này nha các bạn. Nếu như vì cái công việc mà chúng ta đi làm lụng mà chúng ta quên nó đi, đó, thì nếu mà nó thiếu nước trong này một thời gian thì cây rau ngổ nó vẫn xanh, nhưng mà đừng có để nó khô quá thôi. Đó, nhưng mà ưu việt nhất là các bạn phải dâng nước cho nó. Các bạn hiểu ý mình chưa? Thì có hai cái video trước mình đã trình bày một cái video
video này á, là mình giống như mình báo cáo lại để các bạn có xem trong kênh Phước Hòa Trần, các bạn có niềm tin. Bởi vì các bạn đã comment trong kênh của mình nhiều bạn á, thì cũng nhiều người giới thiệu nhiều cách khác nhau nhưng mà các bạn trồng nó không có thành công. Đó, một cái điều lưu ý trong video trước mình vẫn nói là khi chúng ta chọn á, có thể là các bạn mua ngoài chợ về xin của bạn bè, anh em có rau đó. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta đừng lấy những cái cành rau ngổ mà nó héo quá rồi. Có nghĩa là đem về để vài ba ngày nó héo rồi thì cái tỷ lệ sống nó không cao. Đó, còn nếu như mình có ý định trồng là các bạn chuẩn bị hết như thế này. Đó, một cái giá thể hỗn hợp gồm có nước, bùn rồi phân như mình nói đó. Đó, xong cái chỉ cần hôm sau chúng ta đi chợ về, mua ngoài chợ hay ở đâu đó được, những cái cành tươi á, là chúng ta lấy cái ngọn là chúng ta làm rau ăn nấu canh chua, còn cái thân của nó chúng ta chỉ cắm. Đó là các bạn thấy chưa, là nó đã ra như thế này rồi. Một cái video ngắn như thế này để mình nói lại để các bạn có niềm tin và áp dụng. Nếu các bạn yêu mến trồng rau mà các bạn khó khăn nhiều lần trồng thất bại này thì hãy xem lại các video trên kênh Phước Hòa Trần nha các bạn. Cái cách đơn giản nhất là các bạn gõ chữ Phước Hòa Trần là nó sẽ ra cái kênh của mình. Ở trên phía đầu kênh á, là các bạn để ý nó có cái chữ danh sách phát. Đó, trong kênh mình có 5 danh sách phát gồm có cây thuốc, rồi trồng cây, rồi trồng rau, câu cá, rồi nói chung. Nhưng mà các bạn chỉ gõ vào cái mục mà trồng rau á, thì nó sẽ ra các cái video mà mình có chia sẻ mọi người về cái cách trồng rau nha các bạn. Đó, đây là những cái cây hẹ mà mình mới đưa vào trong chậu. Mình trồng hẹ rất là nhiều nha các bạn. Đây là một cái chậu mà nó ở gần cạnh này các bạn thấy chưa. Đó, mặc dù nắng miền Trung của mình là khi này nắng rất là gắt nhưng mà cái này nó vẫn tốt các bạn thấy không. Trong kênh Phước Hòa Trần của mình có chia sẻ rất là nhiều những cái video về cái cây hẹ này. Đó, cách trồng hẹ, rồi bón phân cho hẹ, thu hoạch hẹ như thế nào, cây hẹ bị vàng lá thối rễ các bạn xử lý ra sao. Bây giờ nó đang cái mùa nó ra hoa nha các bạn. Đó, cảm ơn các bạn luôn đồng hành với kênh Phước Hòa Trần của mình. Cái video ngắn này mình chia sẻ để mọi người có niềm tin nha. Đó, nếu các bạn đam mê trồng rau, yêu mến kênh Phước Hòa Trần, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong lúc dịch bệnh khó khăn, chúng ta bản thân và gia đình như các bạn mình tuân thủ các cái quy định của nhà nước về cái thực hiện 5K, rồi các vấn đề về giãn cách xã hội. Mặc dù ở trong nhà nó có buồn một chút nha các bạn, nhưng mà dạo sau thì chúng ta vẫn bảo vệ tính mạng của mình trước, người thân của gia đình, và đó là cũng góp phần bảo vệ cho cộng đồng quê hương chúng ta thoát khỏi cái đại dịch này. Đó, có thể các bạn trong lúc buồn rỗi rãi thì chúng ta có thể trồng rau hoặc xem cái này nha các bạn. Chúng ta tích lũy một chút kinh nghiệm. Đây là những cái chia sẻ nhỏ của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Xin chào tất cả các bạn.